một chiếc xe Mazda sinh năm 2023 và 2022 thì đều sử dụng chung một loại lốp, đó là lốp Toyo, và đều có mâm xe là 19 inch. Cùng chạy một cung đường, cùng chạy một tốc độ để xem chiếc xe nào có độ ồn nhiều hơn. Các anh em hay nói đến độ ồn của chiếc Mazda sinh năm. Độ ồn đó thì chúng ta thường chỉ là cảm nhận qua tai thôi. Bây giờ thì có trong tay Công Huy là có một chiếc máy đo độ ồn sử dụng bằng máy đo độ ồn bằng Decibel. Công Huy sẽ chạy chiếc Mazda sinh năm 2022 trên cung đường của sân vận động Mỹ Đình, là mặt đường đua F1, nó rất là êm. Sau đó thì Công Huy sẽ chạy chiếc xe này trên cung đường Láng Hoa Lạc, là đường cao tốc. Chúng ta sẽ xem là độ ồn của chiếc xe nào sẽ là bao nhiêu. Và chiếc Mazda sinh năm 2023 thì cải tiến như thế nào? Hiện tại thì Quang Huy đang có mặt tại trên đường đua F1 của sân vận động Mỹ Đình. Và Quang Huy sẽ đặt một tốc độ lớn nhất trong cái đoạn đường này, mình có thể đặt khoảng 50 đi, cho nó an toàn. Và xem độ ồn của chiếc xe Mazda sinh năm bản Luxury mà Quang Huy đang đi đây, nó sẽ là độ ồn bao nhiêu decibel. Với tốc độ 40 km/h và chúng ta thử đo cái độ ồn lớn nhất mà chiếc máy này bắt được là 63,8. Tốc độ tăng lên 50 xem sao. Đường rất êm. Các bạn nhìn thấy là 62 ạ. Với vận tốc 60 km/h, Quang Huy đang đi trên đường cao tốc Láng Hoa Lạc. Quang Huy muốn đo độ ồn của chiếc Mazda sinh năm này. Và về cái tiếng ồn thu được từ phía bên ngoài và bên trong xe thì mắc nhất của cái máy đo này sẽ đo là bao nhiêu, bạn sẽ chú ý nha. 68,4. Rồi Quang Huy sẽ tăng lên 10 km/h nữa, là 70 km/h. Ở tốc độ này chúng ta sẽ tìm một cái độ ồn ngẫu nhiên. Đó là độ ồn mà mắc nhất mà chiếc máy này thu âm được khi mà ở tốc độ 70. Tốc độ 80 xem nào. Vâng, Cruise Control Công Huy đang để là 80 km/h trên đường cao tốc Láng Hoa Lạc. Độ ồn thu được là 64,7 decibel. Hiện tại thì Công Huy đang ngồi trên chiếc Mazda sinh năm 2022 thôi. Và những độ ồn của chiếc xe này Quang Huy đã đo được ở trên giải tốc độ 60, 70, 80 km/h trên chiếc Mazda sinh năm này. Và cả cung đường mà mọi người có thể đánh giá có thể đi đẹp nhất, đỡ ồn nhất, đó là cung đường trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Khi test những cái sản phẩm về độ ồn thì Quang Huy nghĩ rằng mọi người nên sử dụng những cái máy đo độ ồn và test những chiếc xe cùng phân khúc hoặc là cùng một loại lốp. Một chiếc xe Mazda sinh năm 2023 và 2022 thì đều sử dụng chung một loại lốp, đó là lốp Toyo, và đều có mâm xe là 19 inch. Cùng chạy một cung đường, cùng chạy một tốc độ để xem chiếc xe nào có độ ồn nhiều hơn. Thực tế thì mọi người đều hy vọng chiếc Mazda 2023 thì có cải tiến về độ ồn, bởi Mazda 2023 như chúng ta đã biết có thêm chế độ chỉnh sửa về khung gầm để cho giảm bớt cái độ ồn từ gầm xe lên khoang hành khách. Và kính bên của chiếc Mazda sinh năm 2023 đó là kính hai lớp. Hiện tại Công Huy đang ngồi trên chiếc Mazda sinh năm 2023 bản Premium. Và Công Huy đang đặt chế độ Cruise Control ở tốc độ là 40 km/h. Và đang đi trên cung đường đường đua F1 của chỗ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hiện tại Công Huy đang cầm trên tay cái máy đo độ ồn và chúng ta sẽ đặt tốc độ là 40 để xem chiếc Mazda sinh năm 2023 này nó sẽ có độ ồn là bao nhiêu decibel. 57. Tốc độ 50. Nhờ sự cải thiện rất lớn khi trên chiếc Mazda sinh năm này ở tốc độ 50 km/h trên đường đua F1, Mazda sinh năm đã có sự cải tiến lớn và chỉ số ở đây các bạn nhìn thấy là 57,7. Chúng ta có thể thấy là qua một cái clip nhỏ về độ ồn của Mazda, chúng ta đi trên đường đẹp,
đó là đường đua F1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trên chiếc Mazda CX-5 chúng ta thấy là có sự cải tiến rõ rệt. Có hơi may, rất là may là có một cái thước đo chính xác bằng cái máy đo độ ồn decibel này. Giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm chiếc Mazda CX-5 2023 bản Premium Active. Chúng ta sẽ đi vào đường Láng Hoa Lạc để xem độ ồn là bao nhiêu. Khi bước qua vào cao tốc Láng Hoa Lạc thì tốc độ tối thiểu trên cung đường này sẽ là 60 km/h và cũng như sẽ đạt là 60. Với chiếc Mazda CX-5 2023 có thêm hệ thống Mazda Radar Cruise Control và Adaptive Cruise Control, rất an toàn. Rồi, bây giờ tốc độ chúng ta đang là 60 và Quang Huy sẽ để cho nó chạy. Là chỉ số đo độ ồn 66,7 decibel. Các bạn nhìn thấy là chỉ số đo độ ồn của chiếc Mazda CX-5 2023 trên cung đường Láng Hoa Lạc tại tốc độ 60 km/h. Và bây giờ Quang Huy sẽ đẩy lên 70. Rất ổn định các bạn, 65,5 decibel ở tốc độ 60 km/h. Như vậy là thì đánh giá là chiếc Mazda CX-5 2023 có cải tiến rõ rệt về mặt cách âm nhờ hệ thống kính cách âm hai lớp, và Mazda CX-5 2023 có sự cải tiến về mặt khung gầm nữa. Mazda có trao đổi với chúng tôi là có cải tiến một số phần ở trong khung gầm để giúp cho phần cách âm của chiếc Mazda CX-5 lần này sẽ được tốt hơn. Vâng, bây giờ đã đạt đến tốc độ 80 km/h trên đường cao tốc Láng Hoa Lạc và Quang Huy sẽ đo thử độ ồn của chiếc xe này. Vâng, một lần nữa thì Quang Huy bấm được là 65,9, đây là chỉ số đo độ ồn trên chiếc xe Mazda CX-5 ở tốc độ 80 km/h. Vừa rồi Quang Huy đã trải nghiệm cùng với các bạn trên chiếc xe Mazda CX-5 2022 và 2023. Chiếc xe Mazda CX-5 2023 thì rõ ràng về mặt chỉ số độ ồn nó được cải tiến hơn rất nhiều. Giá thành thì chiếc xe này so với thời điểm lăn bánh của thuế 2022 thì nó đã rẻ hơn. Bản Luxury năm ngoái vào thời điểm tháng 4 năm 2022 thì lăn bánh tại Hà Nội là 915 triệu. Nhưng ở bản Premium Active năm nay 2023 thì chúng ta lăn bánh tại Hà Nội chỉ có 904 triệu thôi. Và chiếc xe này đã có những cải tiến hơn rất nhiều về mặt độ ồn này, được trang bị cam 360 này, làm mát ghế, sưởi ghế, rồi hệ thống Adaptive Sense Stop and Go, rồi là sấy gương bên ngoài, rồi cốp đá cốp, rất nhiều cái tính năng an toàn khác và trang bị hiện đại đã được trang bị trên chiếc Mazda CX-5 2023 với giá rất hợp lý. Cùng một loại xe Mazda CX-5, cùng một loại mâm 19 inch và một loại lốp, đó là lốp Toyo, cùng một chỉ số bơm lốp đó là 2,4 kg, và trên cùng một cung đường và cùng một tốc độ, Quang Huy sẽ thấy là chiếc Mazda CX-5 của 2023 đã cải tiến độ ổn rất lớn. Và các bạn có thể không nắm rõ thế, nhưng mà Quang Huy biết là vì chiếc xe CX-5 Quang Huy đang sử dụng thì đó là chiếc xe CX-5 bản 2022, nó đã có kính hai lớp rồi. Mazda CX-5 mặc dù là năm 2023 vẫn sử dụng kính hai lớp, thế nhưng mà rõ ràng ở một phần nào đó trong Mazda đã được cải thiện. Và Quang Huy được biết là ở phần khung gầm thì đã được cải thiện một chút để giúp cho cái việc mà hấp thụ cái độ ồn vào khoang hành khách thì nó sẽ giảm bớt đi. Quang Huy luôn ở 68 Lê Lương để phục vụ các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu lái thử hoặc là trải nghiệm xe một cách thực tế trên các cung đường và cần hỗ trợ trước khi mua xe, hãy gọi điện cho Quang Huy theo số điện thoại 0989937887. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mong các bạn hãy ấm like, share, có thể giúp cho Quy tạo những động lực để làm những clip tiếp theo. Xin chào.